Chả là anh đang muốn mua tặng Tâm một cái túi hàng hiệu để nhân dịp kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, mà thiếu đúng 10 triệu nữa thôi. Bây giờ ấy là thời 4.0 rồi, sắp lên 5.0 rồi, anh phải hiện đại lên chứ. Thì nó like đi. Ôi, điên mất tôi. Gì đấy? Có chuyện gì vậy? Mà thôi, không có gì đâu. Sao? Có chuyện gì thì anh nói với em đi xem nào. Anh em cùng một nhà, biết đâu em giúp được anh thì sao? Anh Vy này, em đúng là em gái tốt của anh đấy. Chỉ có em ấy mới giúp được anh thôi. Nhưng mà nhá, em phải hứa là em giúp anh thì anh mới nói thôi. Thế thôi, không nói thôi, em đâu có yêu cầu gần nhà đâu. Thôi, anh nói được chưa? Chả là anh đang muốn mua tặng Tâm một cái túi hàng hiệu để nhân dịp kỷ niệm 1 tháng yêu nhau. Chỉ thiếu đúng 10 triệu nữa thôi. Em gái, em chuyển khoản cho anh vay 10 triệu nhá. Sang tháng có lương anh trả luôn. Thế cái túi đấy bao nhiêu tiền? Có 40 củ thôi mà. Nhưng mà anh đang nghèo quá, dạo này bao nhiêu việc tiêu đến tiền nên là không có. Em gái, cho anh vay đi, 10 triệu thôi. Kỷ niệm 1 tháng yêu nhau mà mua cho cái túi 40 củ thôi hả? Ừ, có vậy thôi mà. Mà tại anh này nghèo quá. Mà cuối năm nay nữa, anh đang định cưới Tâm đấy. Nên là lần này anh định đầu tư cho nó chắc chắn. Chắc chắn ý, sẽ không thiệt đâu. Có khi còn có lãi chứ. Tâm nhá, vừa xinh đẹp này, giỏi giang này, lại ngoan ngoãn này, làm chị dâu em ấy là hợp nhất luôn đấy. Thế nên là cho anh vay tiền nhá. Đi. Rồi anh nói với em xúc động rồi này. Không. Niên à, mẹ nuôi lớn bằng đầu bằng cổ ra mua cho mẹ được một cái áo pha ke, đằng này mua hẳn cho người yêu cái túi 40 củ. Em gái ngồi chầy chân ra cả buổi chẳng được cái kẹo nào vào mồm. Ôi giời, anh ngồi đấy mà mơ, cho anh vay tiền nhá. Kìa, anh Vy, anh Vy, chuyển tiền cho anh rồi đi đâu đi chứ. Alo, tao qua luôn đây. Đấy, mày xem, cái con bé AB ấy, nó đối xử với anh như thế có được không? Vay nó có tí tiền thôi, nó đã không cho rồi thì nó lại còn lên mặt, nó dậy đời, nó quát anh nữa. Tức hết cả cái lồng ngực. Ôi, chán ông anh thật sự luôn ấy. Thời buổi nào rồi mà ông anh còn phải đau đầu về tiền bạc, hả? Bây giờ ấy là thời 4.0 rồi, sắp lên 5.0 rồi, anh phải hiện đại lên chứ. Vay tiền online đi. Vay tiền online à? Đây, anh chỉ cần vào cái app này thôi, xong rồi chụp ảnh chứng minh thư này, xong điền thông tin cá nhân lên tài khoản, thế là xong. Em vay suốt chứ mà. Ui giời ơi, vừa nhanh lại còn gọn lẹ nữa. Thế lãi có cao không? Ông anh không phải lo, lãi suất ý 0% thôi, miễn ý là anh trả đúng hạn là được. Bên đấy người ta chỉ lấy phí gọi là phí hồ sơ có một chút xíu thôi. Em vay suốt, lúc nào bí quá thì vay, có tiền lương thì lại trả. Được quá nhờ. Thế thì anh vay hẳn 20 triệu đi, tiêu cho nó sướng tay. Này, mày làm giúp anh nhá. Đưa điện thoại đây. Đây nhá. Bây giờ này. Ngon. Anh có món quà tặng em nhân dịp kỷ niệm 1 tháng yêu nhau này. Trời. Ui, đẹp thế. Anh đúng là người yêu tuyệt vời nhất của em. Chỉ cần em yêu thích thôi, mọi thứ ấy cứ để anh lo. Sao anh không nghe máy? Hay là có cô nào đúng không? Em dỗi, anh chẳng thương em nữa. Yeah. Làm gì có cô nào, em phải tin anh chứ. Chị Tâm sang chơi à? Kinh, có hộp gì mà to thế? Quà anh cứ mua tặng chị đấy, đẹp lắm, xem không? Này. Ôi, đẹp thế nhờ. Ui, không biết là anh mình lấy đâu ra tiền mà mua hẳn cái túi xịn như này cơ. Đấy là tiền sao em không nghe điện thoại đi?
Sao tao gọi cháy máy kìa? À thì bọn nó gọi quảng cáo ấy mà. Suốt ngày nào là đầu tư bất động sản này, đầu tư chứng khoán này. Trời, anh tắt đi luôn, phiền lắm. Anh mày đang bận anh ra ngoài gặp anh một tí nhá, một lát anh về. Không sao. Gọi điện thoại mãi không nghe à? Ông anh bị bùng tiền à? Hả? Có cần em tát cho vài cái cho tỉnh ra không? Hả? Ông anh vay tiền bên này ấy, có bằng chứng rõ ràng rồi. Ông anh cũng chấp nhận tất cả các điều khoản rồi. Thế bây giờ có định trả tiền không? Hả? Đấy là cô đồng ý đấy chứ tôi đã kịp làm gì đâu. Ôi, rõ ràng là điện thoại của ông anh này, thông tin của ông anh này. Em còn vay tiền online cho ông anh nhá. Ông anh không cảm ơn em thì thôi, ông anh lại còn trách em nữa. Thế bây giờ ông anh có trả tiền hay không? Nhưng mà trên app nó ghi là vay 1 tháng cơ mà. Bây giờ mới được 1 tuần, cô đã gọi điện liên tục rồi đến nhà đòi là sao? Trời ơi, cái hạn 1 tháng đấy là hạn tối đa. Còn bây giờ ấy thì ông anh phải trả trước cho bọn em mỗi tuần 5 triệu chứ. Biết đâu được đến cái ngày hạn chót, ông anh không có 20 triệu để trả cho bọn em ấy, thì thành ra bọn em thiệt à? Thôi, nói thật đấy, bọn em cũng nghèo lắm, cứ phải đòi dần cho nó chắc cốp nhá. Nhưng mà rõ ràng là tôi vay 20 triệu. Nhưng mà cái app của cô ấy chuyển cho tôi có 16 triệu thôi. 20 đâu mà 20, lừa đảo à? Ơ, cái ông anh này, anh nói ai lừa đảo cơ? Rõ ràng là anh chủ động vay của bọn em. Bọn em ý chỉ là lấy 20% phí hồ sơ thôi, có 4 triệu bạc, một tí như thế nó cũng kêu. Phí hồ sơ gì mà những 4 triệu, cắt cổ à? Đến lãi ngân hàng nhưng cũng không cao như thế. Thôi, bây giờ như thế này, không phải nói nhiều nữa. Ông anh ý liệu lo tiền mà trả đi. Ngày mai ấy, phải trả đủ 5 triệu nhá. Còn nếu mà không trả ấy, thì cứ một ngày tăng lên 1 triệu nhá. Lo về mà sắp xếp tiền. Nếu không ấy, con này đánh cho nhừ tử đấy nhá. Lo ấy, mà thu xếp tiền đi. Nếu không ấy, con này đòi luôn 20 triệu trong 1 tuần đấy. Nhớ chưa? Đi. Không trả, bộ đá trẻ mõm đấy. Trời ngu thế nhỉ. Đi tìm lại bạn ham đấy. Gì đấy? Quay mặt em xem nào. Ôi giời, làm sao này? À. Ui giời ơi, làm sao vậy mà mặt mũi sưng vù lên thế này? À, lúc nãy là tao đi thể dục tao bị ngã mà. Thể dục nào mà ăn mặc như thế này? Ngã làm gì mà mặt mũi thế kia? Vớ va vẩn, anh đừng có mà lừa em nhá. Này em nói thật, bình thường anh trông đã xấu trai lắm rồi ấy. Bây giờ mặt mũi anh còn như thế này nữa thì trông bê bết không chịu được. Này, mày là em gái của tao hay là kẻ thù của tao đấy à? Không nói được lời nào tử tế thì im lặng đi. Em chả uống, chả được cái nước non. Được rồi, đi vào trong phòng em bôi thuốc cho. Ơ này, xe của anh đâu? Anh... Ờ được rồi. Thôi nhá. Abby đấy à? Đi đâu đấy em? Dạ, chị Ngọc ạ, em cảm ơn nhé. Chẳng qua là công ty em đang cần vay vốn gấp. Thế nhưng mà lắm thủ tục lằng nhằng, xong rồi phải thế chấp cái nọ, thế chấp cái kia nhiều quá. Em đi suốt từ sáng đến giờ, trời mưa rồi mà vẫn chưa xong việc thế này. Mệt lắm chị ạ. Thế anh Cường chưa nói gì với em à? Nói gì ạ? À, không, không có gì. Thế cần vay tiền nhiều như thế, sao không gọi cho chị? Nhìn đây này, em tải cái app này về mà vay online, lãi suất 0% nhá. Em chỉ cần điền một tí thông tin là thôi, một lúc sau á, đầy tiền luôn. Thế à? Ôi thế nhưng mà vay online thế này thì có phạm pháp không hả chị? Kìa, em mình hỏi gì kỳ thế? Em không tin chị à? Chẳng qua là ấy,
Nể tình em là em gái của anh Cường, thế nên là chị mới giới thiệu thôi. Em có tiền thì để đầu tư làm ăn, chị có được lãi lời gì đâu mà, đúng không? À, ra thế à? Chứ không phải là vay 16 mà bắt trả 20 triệu trong vòng một tuần à? Nếu như trong một tuần mà không trả được thì dọa nạt, thậm chí là đánh đập người vay không thương tiếc à? Thì em biết ít thôi, biết nhiều ấy không tốt đâu. Em ăn cơm ấy thì cũng phải để cho chị ăn cháo chứ, đừng có mà dẹp hết miếng cơm áo của người khác như thế nhỉ. Kiếm tiền bằng cách đê hèn, bất chấp đánh đập làm hại đến sức khỏe của người khác, tiền lãi thì cao hơn ngân hàng gấp mấy lần, chị làm như thế mà không sợ pháp luật trừng trị chị à? Em cũng văn vở ít thôi, những người văn vở ấy thì thường lại sống như mà thôi. Anh giai của mày ấy trả hết nợ cho bọn tao rồi, mày về mà sống yên ổn với thằng anh giai mày đi. Từ ngày mai ấy, đừng tìm đến bọn tao nữa, thế là được. Chị đừng mà mơ, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Và tôi cũng tuyên bố thẳng luôn, tôi sẽ không để cho chị hạ thêm bất kỳ một ai nữa. Mày! Tránh ra! Anh đã bảo mày, đợi anh đến rồi manh động cơ mà. Thằng chó này, hôm nay mày có định động thủ với tao à? Mọi hành vi mà chị dụ dỗ anh tôi vay tiền có cái app online ấy, tôi đã có đầy đủ bằng chứng để nộp lên cơ quan công an rồi. Chị sẽ phải trả giá cho tất cả những việc mà chị đã làm. Chúng mày tưởng chúng mày dọa được tao chắc? Chúng mày có bằng chứng gì hả? Tao sẽ kiện chúng mày tội hành hung người khác, để chúng mày đi tù mòn công luôn. Mạnh mồm nhỉ. Thôi chị ạ, việc chị đang làm trời đang nhìn. Chị lợi dụng những người cần vay tiền gấp như là anh trai của tôi để dụ dỗ những người đó vay tiền qua các app online nhanh chóng tiện lợi. Thế nhưng thực chất app online của chị không có người điều hành một cách vô tổ chức, thu lãi thì bất chính, đánh người vay không thương tiếc. Như thế riêng gì tao đâu hả? Ai bảo chúng mày không trả tiền thì tao mới phải lấy xe chứ. Chị muốn trình bày hay giải thích gì thì mời chị lên phường, chúng tôi không có nghĩa vụ phải nghe chị giải thích. Đưa chị ta đi. Thấy chưa, sáng mắt ra chưa? Anh đầu tư cho bạn gái thì không có gì là sai, thế nhưng mà anh phải biết được hoàn cảnh của mình như thế nào để mà cư xử chứ. Anh bị đánh nhiều, anh chừa rồi, từ bây giờ anh hứa nhá, anh không bao giờ vay tiền lung tung nữa. Nào, ta lúc anh đi xin đấy. Thôi được rồi, còn lần sau nữa là anh chết chắc với em nha. Đi về đi. Mày cứ kệ con đi, đừng can dự chuyện riêng của con nữa. Em đã đến với anh rồi thì anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu. Anh lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái. Anh định bàn với em á. Được rồi, để con về nhà ngay, mẹ cứ bình tĩnh đi ạ. Dạ. Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh lại đi. Bây giờ mẹ cứ bình tĩnh kể lại cho con nghe đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Tại sao cái Tâm nó lại mất tích được ạ? Mấy tháng trước, cái Tâm nó nói với mẹ là nó quen một thanh niên lạ trên mạng. Rồi người đó hứa là sẽ tìm cho nó một việc nhẹ mà lương cao. Thế là nó bỏ lên đến đấy để làm việc. Sao con bé lại có thể liều lĩnh đến mức đấy nhở? Ở ngoài kia, làm sao mà nó có thể tin được người ngoài, một cái người mà gặp trên mạng mà chưa nói chuyện với nhau bao giờ chứ? Ôi, mẹ cũng đã khuyên răn nó rồi nhưng mà nó không chịu nghe lời mẹ. Làm thế nào mà con? Mẹ đã nói rồi đấy, mẹ không đồng ý cho con đi đâu. Mẹ, con lớn rồi, sao mẹ không thể một lần tin tưởng con thế? Làm gì có chuyện việc nhẹ mà lương cao, ngồi không mà có tiền được. Mẹ già rồi, mẹ không thể hiểu hết được công việc của bọn con đâu. Mẹ cứ kệ con đi, đừng can dự chuyện riêng của con nữa. Tâm, Tâm nghe mẹ đi. Tối hôm qua
quá. Nhân lúc cả nhà đang ngủ say thì nó con bé bỏ trốn đi. Trời đất à, sao nó dại thế? Nó không suy nghĩ được một cái gì luôn đó mẹ. Bây giờ ở ngoài kia bao nhiêu vụ bắt cóc tống tiền, rồi là bán người sang Trung Quốc để lấy nội tạng. Trời đất ạ, bây giờ phải làm thế nào? Trời ơi, bây giờ làm thế nào? Để con gọi điện cho nó xem như nào. Nó không nghe máy mẹ ạ. Thôi, bây giờ chỉ còn cách là con báo công an rằng nó mất tích thôi, chứ không còn cách nào khác đâu mẹ ạ. Alo, alo Tâm à, Tâm. Nghe chị nói, bây giờ em đang ở đâu em về ngay đi. Em có biết rằng là mẹ với cả chị lo lắng cho em như thế nào không à? Về nhà ngay lập tức, nhanh lên. Mẹ và chị cứ yên tâm, em đang ở một nơi rất là thoải mái. Mọi người ở đây cũng đối xử rất là tốt với em. Em tìm được công việc rồi, công việc này cũng nhẹ nhàng thôi chị ạ. Cái con bé này, làm sao mà yên tâm được chứ? Làm sao mà em tự nhiên em bỏ nhà ra đi vậy? Có chuyện gì thì em phải bàn bạc với cả chị cả mẹ, chứ làm sao em tự ý em bỏ nhà đi như thế được. Về ngay đi, nếu như em không về chị báo cảnh sát lại mất tích đấy. Chị đừng có làm như thế. Nếu mà chị báo công an ấy thì chị cứ lo nhận xác của em đi, chị em nhất định không về đâu. Em Tâm ơi, nghe lời mẹ về nhà đi con. Mẹ hứa mẹ sẽ đồng ý cho con đi làm, mẹ không bắt con phải học nữa. Mẹ cứ tin ở con, con nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy quyết định của con là đúng đắn, và con cũng có thể kiếm ra tiền. Alo, alo. Nó khóa máy rồi mẹ ạ. Em làm tốt đấy. Em phải sẵn sàng từ bỏ những cái xiềng xích dây dợ quấn quanh chân em đi thì em mới phát triển được. Nhưng mà em yên tâm, em đã đến với anh rồi thì anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu. Em tin ở anh lắm đấy nhá. Thì đương nhiên, em làm gì kiếm được chỗ nào làm việc nhẹ nhàng và lương cao như thế này đâu. Em mà cứ nghe lời mẹ em ở nhà học hành ấy, xong rồi ra ngoài làm ba cọc ba đồng thì đâu có phát triển được đâu, đúng không em? Đây, lương của em ngày hôm nay đây. Em cảm ơn anh ạ. Nếu mà biết trước thế này ấy, thì em đã đi theo anh làm việc từ lâu rồi. À, nhưng mà này, em chỉ đi làm thôi, chứ không bán thân đâu ấy nhá. Anh biết rồi, không cần phải nhắc anh. Dạ. Tâm, Giang Anh bảo. Dạ, anh gọi em ạ. Giới thiệu với em, đây là anh Hoàng, chủ tịch trẻ của quận đấy. Sắp tới anh Hoàng tính mở thêm chi nhánh của quán nhà mình. Anh cũng cất nhắc cho em nên làm quản lý nhân viên. Nên là bây giờ em thay mặt anh tiếp đón anh Hoàng đàng hoàng. Nhưng mà anh ơi, anh không đi với em ạ. Bây giờ anh phải có việc đi rồi, xong rồi lát anh quay lại. Em cứ đưa anh Hoàng vào trong đi nhá. Anh xin phép. Thế bây giờ em vào đây với anh rồi chúng ta bàn việc nhá. Đi. Anh ơi, anh định bàn việc gì thế ạ? Thì anh định bàn với em ạ. Kìa, này, anh làm cái gì thế ạ? Tôi nói cho anh biết, ở đây tôi bán cà phê chứ không bán thân nhá. Em bán cà phê à? Thì bây giờ em chiều anh, rồi anh trả cho em nhiều hơn nhá. Cái con danh con này, mày đã vào đây rồi mà có định làm cao à? Để bây giờ tao xem mày thoát khỏi tao như thế nào. Mượn đấy. Lần sau có nhá, lại gọi anh biết chưa? Dạ vâng ạ. Anh lại nhà. Anh Thắng, tôi đã nói là tôi không bán thân cơ mà, tại sao anh lại dám để cho hắn ta vào đây giở trò đối bại với tôi ạ? Thôi Tâm, chuyện này anh không can thiệp được đâu.
Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh mà. Với cả anh Hoàn, anh cũng là khách VIP của quán nhà mình rồi. Em chiều anh ấy một tí thì có làm sao? Tôi đã nói là tôi không làm. Thôi, chuyện nó cũng đã lỡ rồi, bây giờ mình cũng làm rồi thì còn biết làm sao nữa. Tiền công của em đây, em đếm đi, nhiều gấp mấy lần tiền của em bình thường đấy. Tôi không cần, tôi muốn đi về. Mày định đi đâu? Mày nói cho tao xem mày định đi đâu. Anh ơi, anh tha cho tôi đi. Còn đánh tôi chết, tôi cũng không làm cái nghề nhơ bẩn này đâu. Tha cho em à? Được, anh sẽ cho em đi. Nếu như em trả đủ cho anh tiền nhà, tiền quần áo, tiền phấn son, tiền ăn uống. Cứ trả đủ đi rồi muốn đi đâu thì đi. Được, tôi sẽ trả lại hết cho anh. 200 triệu. Trả đi. Anh, tôi sẽ tố cáo các người lên công an, các người cứ chờ đấy. Mới nói cái gì cơ? Mới nói cái gì? Tố cáo tao lên công an đấy. Mày nhìn thấy cái gì đi không? Trong này có ghi, nếu như mày phá vỡ hợp đồng, mày sẽ phải bồi thường 200 triệu. Nào, mày mang cái tờ lên công an rồi xem ai sẽ là người chịu thiệt. Anh xin lỗi, anh hơi nóng tính. Cứ ở đây ngoan ngoãn làm việc cho anh nhé. Rồi cầm cái mớ tiền này phải cho bà già nhà chữa bệnh nữa. Làm gì có công việc nào nhàn mà nhẹ lương cao thế này đâu. Cứ nằm ngửa là có tiền rồi. Em có muốn cái gì nữa? Dạo này làm ăn khá quá, tự nhiên toàn các em xinh tươi đến nộp mạng thôi. Alo à? Alo, thế em Tâm của anh hôm nay đã khỏe chưa? Anh qua nhá. Dạ vâng, khỏe rồi anh ạ. Anh qua em luôn đi anh nhá. Ok. Anh ạ, anh tới đúng giờ quá. Anh ơi, em á, xin trân trọng giới thiệu với anh là chuẩn bị anh sẽ có một quả hàng rất là chất lượng để anh thẩm luôn. Nhưng mà trước khi thẩm quả hàng đấy nhá, bây giờ anh cứ qua xem em Tâm trước đi nhá. Em hứa với anh luôn, hôm nay anh mà không ngon miệng trở về nhà em không lấy tiền anh luôn. Được chưa? Chú hứa rồi nhá. Dạ em hứa ạ, chúc anh vui vẻ ạ. Em Tâm của anh lại ngoan này nhở? Em mà cứ ngoan như thế này là anh không thích đâu nhở. Mang tiếng là một người có ăn có học, có đạo đức mà lại làm ra cái chuyện đồi bại như thế này à? Còn tiếp tay cho cái quán cà phê làm việc trá hình như thế này nữa. Kinh doanh mua bán mại dâm à? Anh liều mạng quá rồi đấy nhá. Mày, mày là con nào? Chủ quán, chủ quán đâu? Mày là... Sao lại là mày? Dạ, em chào anh ạ. Em là... Dạ, em đến đây để xin việc ấy ạ. Lần trước em đã liên lạc với anh rồi, nhưng chắc là anh quên hay sao ấy. Nếu như mà em không liên lạc được với anh thì làm sao mà em biết đường đến đây mà xin việc được ạ? Nhờ, anh nhớ rồi, thế nhưng mà không sao đâu. Em đến đây là tốt rồi nhờ. Bên anh cũng đang tuyển gấp lắm. Bây giờ em có thể làm việc luôn được cơ. Ông chứ không cần phỏng vấn gì à? Thôi, cần gì. Nhìn em là anh thấy ưng rồi. Làm việc luôn cũng được. Công việc chính của em ấy sẽ là phục vụ khách đến uống cà phê này. Làm sao làm, miễn cho khách hài lòng nhất là được nhá. Còn tiền lương thì anh sẽ trả theo ngày, bao ăn bao ở luôn. Được chưa? Đây này, em nhìn này. Đây sẽ là không gian để cho em làm việc đấy. Bây giờ thì anh sẽ dắt em đi xem chỗ ở nhá. Đi. Đấy. Em nhìn đi. Đây chính là chỗ ở của em. Khang trang, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Như thế này thì em có muốn như thế nào nữa. Đúng không? Quá là hợp lý luôn. Em thấy sao? Dạ. Vâng ạ. Ok, thì bây giờ mình ký hợp đồng luôn em nhỉ? Dạ. Thế nhưng mà từ từ anh ơi,
ngày hôm nay em đi vội quá, không mang một cái giấy tờ tùy thân gì cả, cũng không chuẩn bị một cái gì để ký hợp đồng. Thế nên là để ngày mai em mang giấy tờ tùy thân đến rồi làm hợp đồng xong anh nhá. Rồi em bắt đầu vào công việc luôn. À, bây giờ em có việc em phải đi trước ạ. Em chào anh ạ. Nhưng mà này, ok, này. Thế là như nào nhỉ? Anh lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái, đăng tuyển việc làm phục vụ, việc nhẹ lương cao, rồi bắt người ta ký vào hợp đồng bán thân mà chính bản thân người ta cũng không biết trong đấy là cái gì, rồi ép người ta tiếp khách để trả tiền cho anh. Làm như thế mà coi được à? Việc làm ăn của tao không liên quan đến chúng mày. Khôn hồn thì cút vào đây, không tao gọi người cho chúng mày bài học đấy. Không liên quan đến tôi, nhưng anh động vào em gái rồi đấy. Em gái á? Phải. Tôi đã báo công an rồi, các người không thoát khỏi lưới pháp luật đâu. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Chị, em xin lỗi, may mà chị đến kịp chứ nếu không thì... Thôi, em không sao là tốt rồi. Cũng may mà em tỉnh táo nhờ người báo tin cho chị, chứ không thì bây giờ chị cũng không biết phải tìm em ở chỗ nào luôn ấy. Em đúng là ngu thật đấy. Cũng tưởng bật kiếm được một công việc nhẹ lương cao để đi làm kiếm tiền về cho mẹ. Nhưng mà ai ngờ... Em phải hiểu là một miếng phô mát con nó chỉ xuất hiện ở bẫy chuột mà thôi. Cái chính ấy, em cần phải làm việc chăm chỉ thì thành quả của em mới bền vững được. Hiểu chưa? Thôi, bây giờ đi về nhà với chị. Em không biết là mẹ lo cho em như nào đâu. Từ lúc em bỏ đi đến giờ, mẹ mất ăn mất ngủ luôn đấy. Mẹ không cần tiền của chúng ta. Thứ duy nhất mà mẹ cần là chúng ta khỏe mạnh và làm ăn chân chính thôi. Đi về. Em nhớ rồi ạ.